có những bài đấu vượt khó đến từ cái thủ chim sẻ và bài vở nó tươi tươi một chút. Long Lê này xong cái nửa dân này. Anh ấn tắt cái này xuống thì nó thế. Đó, để hiện lên thì nó hiện lên. Ok, chúng ta cùng đến với trận đấu này. Nhưng mà đi dò đầu tiên đến từ chim sẻ đã có một bấy hiểu sát mép bản đồ rồi. Khép góc 9 giờ. Nhưng Greg đối đầu IA chúng ta chỉ có một cửa duy nhất, đó là đánh phủ. Đánh phủ đập dần với đội bạn. Chứ còn Greg này nó chả có cái gì để chuyển cả. Dừng đẹp đến từ game thủ chim sẻ. Một bài đấu được cầm Greg đối đầu với Yamato. Hy vọng là bài vở sẽ tươi, dừng là đẹp rồi. Yêu đầu có rồi. Đóng e sát mép bản đồ để lùa về rồi. Còn đồ ăn tiếp theo nó như thế nào thôi. Vâng, và đến với trận thiếu này, trận thi đấu thứ hai ở trong của đối đầu giữa chim sẻ nắng và Long Lê. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn Zidiche Dimitri Butterfly, điểm tựa thành công, là mẫu ghế cầm theo tốt nhất và nổi tiếng nhất của Zidiche. Ghế sụp chất liệu lưới cao cấp, mềm mịn bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam, với tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động đến cột sống, cổ, vai, gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái, tiện nghi trong quá trình sử dụng. Được sản xuất bởi Zidiche, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế Zidiche Dimitri Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm sự tuyệt vời dành cho bạn. Ôi, mất luôn này anh ơi. Lên rồi, ok. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Bầy hươu được chim sẻ nắng đưa về. Một bầy hươu có 6 con dành cho em ở trong trận đấu này. Và mình vừa bị drop một chút anh em ơi. Đây sẽ ép đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Bài đấu Greg đang có 2 hươu 1 voi. Để đối đầu với thủ Long Lê có xe giò để tìm đồ ăn dành cho cái thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Và cơ cấu chiếc BS dành cho em để có thể thi đấu với game thủ Long Lê có thêm bầy hươu nữa. Như vậy là bài 3 hươu 1 voi, không quả phụ đến từ chim sẻ, đôi voi. Bài đấu đang là hơi xấu dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Đưa voi về thôi. Cố gắng câu voi để về, đồ ăn đang khá là xa. Có bầy hươu đầu về thì ok thôi. Bầy hươu đầu thì sẽ đưa về khá là đẹp mắt rồi. Và là anh quả phụ đây. Và như vậy quả phụ trốn sau cánh rừng. Tân câu voi và phát hiện ra mỏ quả phụ đến từ cái vụ chim sẻ. Em đang cố gắng đưa đôi voi này về rồi. Và đưa về hẳn là chính mình luôn. Bài đấu đang rất cố gắng để cho vụ chim sẻ nắng để khắc phục bài xấu. Giải quyết đôi voi này luôn ở trong trận đấu này dành cho vụ chim sẻ. Rồi voi được đưa về thành công. Và đây là mỏ quả phụ 6 cây bên ngoài. Một bài cầm Greg đối đầu với IA. Và đội bạn có xe giò để tìm nhà chim sẻ. Các bạn nhìn thấy quanh nhà đâu. Đối phương đang ăn cái bầy hươu cạnh nhà sẻ luôn. Hai nhà khá là gần nhau ở trong trận đấu này. Cơ hội để ôm bom đây rồi. 5 cũng được đúng không anh? Em để 11 nhá. Vâng, 25/28 dành cho cái vụ chim sẻ. Ấn vào đây. Anh ấn vào đây, cái đầu tiên. Vâng, như vậy là ăn tranh cả mỏ quả với game thủ Long Lê dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và tình huống ăn tranh bãi quả này, 25 dân BB đã thiết kế đây rồi. Em vừa đổi lại đường truyền, anh em thấy ổn hơn chưa? Một bài Long Lê đánh 26 dân, xong đó sẽ đánh bài 25 dân ở trận đấu này. Và gom dần chuẩn bị đóng nhận điều kiện. Đây sẽ là BM và đây là BL đến từ cái thủ chim sẻ. Một bài sẽ kích đời trong đầu 10 với 25 dân lên đời sớm hơn với Long Lê. Cố gắng lên nào anh em ơi. Greg đối đầu với IA. Và cơ cấu dân để có thể khai thác mỏ vàng của mình và nâng cấp đào vàng luôn. Một bài đấu mà các bạn cũng đã biết rõ ý đồ chim sẻ nắng, đó là muốn đánh phù với game thủ Long Lê rồi. Đó, anh em đợi chút, anh em đợi chút, em đang nhờ anh ấy fix lại đường truyền đấy ạ. Bắt đầu xóa ruộng thì game thủ chim sẻ làm hai ruộng ở đây.
Vâng, đợi công giáp để chọc dân của đối phương khi mà vẫn đang có những tình huống ăn tranh như thế này. Timeline là 26/28. Rồi, bắt đầu xiên rồi, có cái công đến từ cái thủ chim sẻ. Không, đó là tân lên đào vàng xong. Ở đây còn giò cái thủ Kamachi. Xin lỗi, giò cái thủ Long Lê. Vâng, đang chờ giáp để cái thủ chim sẻ nào. Giò thì bạn đang đuổi theo. Một con giò cầm Yamato sẽ đang muốn kéo dân về. Nhưng mà mình nghĩ là nên đóng để dân ở đây để còn có những tình huống dâng phù vào nhà đội bạn. Đóng phù, công phù lên. Ui, bài của Long Lê rất khỏe nhá. Ruộng đường khá nhiều để cho Long Lê ở trận đấu này rồi. 1P, 1L đến từ game thủ chim sẻ đáng ở trong trận đấu này. Và chúng ta lên đời sớm hơn đối phương. Nâng bánh xe để cho chim sẻ và bắt đầu xin phù. Có dân đội bạn ở đây, à xin lỗi, có giò đội bạn ở đây rồi. Đối phương vừa mới lên đời trong trận đấu này. Đang có turn bo nhỏ để có thể giữ lại hai dân ở khu vực ăn hoang và đưa dân vào bên trong nhà đội bạn. Có ngựa chém đẩy lên. Và được quyền đập dân bởi vì chúng ta đã lên đời 3 xong và có thể nổ ra giao tranh. Timeline là 28 đến từ thủ chim sẻ. Đây con ngựa chém của thủ Long Lê pha vẩy E đến từ chim sẻ đáng nhưng chưa thành công. Vâng, lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đưa phù đến. Pha vẩy E vẫn là hay đến chim sẻ đó. Không, Long Lê đen ngựa chém đi rồi. Chúng ta sẽ tuồn được chém vào bên trong. 26/44 dành cho chim sẻ đáng và đây là mỏ vàng của Long Lê. Trực tiếp chơi vào mỏ vàng này. Thêm một chiếc BP mới đó. Vâng, đội bạn có phù. Sẻ phù đỏ hay không đây? Vâng, đội bạn phù đỏ, còn sẻ phù đen. Đau đầu chưa? Vâng, Long Lê tiếp tục đen con chém của mình đi. Và đội bạn sẽ có những tình huống đẩy nông dân có bánh xe lên để phù, xin lỗi, đập phù hay không? Dường như là không. Long Lê đang muốn, đó chính là khung nhà mình, để cản những tình huống đẩy phù vào đến chim sẻ. Đây, chém của đội bạn. Dân đội bạn ở ngay đây thì con phù sẻ cảm thấy hết sức cẩn trọng. Timeline là 26/44, 3P trong trận đấu này. Kèm với đó là ngựa chém. Có phù nông dân đội bạn hay không đây? Vâng, đang phù dân đối phương đến từ cái thủ chim sẻ. Chúng ta phù được hai dân đội bạn rồi. Vào tìm phù đập thôi. Đây con phù đối phương. Đang muốn đi vòng nhờ chim sẻ. Vâng, bạn phù lại được dân. Tham lai là 28. Vâng, đang có phù cho Long Lê. Nhưng con phù này thì không phù được nữa rồi. Vì đơn giản là nó hết mana. Vâng, 28/48 dành cho bài đấu này của thủ chim sẻ. Vâng, công phù vào nhà đối phương. Bây giờ chúng ta đã chém nổi E này và ta hoàn toàn có thể đưa chém vào cho đội bạn có dân ở đây. Sẻ đang muốn phù dân của đội bạn ở trong tình huống này. 3P sóc đều đến cho game thủ chim sẻ đáng để công nhà đội bạn. Em nào lag thì có thể thoát hẳn Facebook ra vào lại xem đỡ lag hơn chưa. Vâng, sẻ cũng đã sách dân lên. Và đây sẽ một tấn công quyết định dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Đang soi tham để xem Long Lê có một bài đấu như thế nào. Thì tham lai chúng ta đang bị đè một chút. Dân của sẻ đang đến rồi, phù đang đẩy vào. Hãy cùng chờ xem Long Lê đã bo phù hay chưa. Vâng, bắt đầu đập dân đối phương dành cho cái thủ chim sẻ. Phù đội bạn đang đứng ở đâu? Đây là con phù của cái thủ Long Lê. Chém của sẻ đang vào. Và bắt đầu chém gặp phù kia. Vâng, chém đập. Vâng, đội bạn phù được một con chém của cái thủ chim sẻ. Phù được một con thôi. Chúng ta sẽ ngay lập tức phù lại con chém này. Nhưng liệu Long Lê kịp đen đi không? Long Lê đang giấu con chém đó đi. Timeline là 36 đến từ cái thủ chim sẻ. Một trận đấu công phù đập dân đóng BL trong nhà đội bạn luôn. Rất nhiều phù chim sẻ đang đứng ở đây. Long Lê cũng sẵn sàng vác nông dân mình ra để quật phù thủy của chim sẻ. Để cho phù luôn dân đội bạn, đập luôn. Không còn gì để mất nữa rồi. Một bài cầm grade và bắt buộc phải đánh như thế này. Đối phương dường như là không ăn được vàng từ nãy đến giờ. Con phù tiếp theo nở ra, phù đen. Vâng, đúng là như vậy, đội bạn vừa phù đen. Thêm dân của Long Lê kéo về. Sẻ phù được có chém kia không? Vâng, Long Lê đen có chém đó đi. Không thấy có chém đến từ Long Lê. Vâng, không thấy anh này ăn vàng nữa. Ở nhà, trời ơi. Vâng, mải biết đi công và bị xúc chết bãi vàng đến từ thủ chim sẻ. Long Lê đang có rất nhiều thịt ở trong trận đấu này. Vâng, phải phù được những con chém của game thủ Long Lê. Hãy nhớ điều đó. Hãy giữ phù của mình đi. Long Lê đang không ăn vàng này. Tôi không thấy Long Lê ăn vàng các bạn ạ. Vâng, timeline là 33 đến chim sẻ. Nếu như đưa thêm chém lên, Long Lê không ăn vàng thì sẽ không có phù nữa. 33 đến từ chim sẻ đáng một bài đấu đang công phải nói là tổng lực dành cho thủ chim sẻ không ăn vàng nữa rồi và tỷ số là 1-0. Quá hay anh em ơi. 1-0 ở trong trận đấu này dành cho thủ chim sẻ, một bài đấu công phu đập dân vô mực dành cho chim sẻ đáng. 1-0 trong cuộc đấu với thủ Long Lê và tay cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ ba ngay sau đây. Hay quá anh em ơi.
xứng đáng lọt vào hai đài. Gregg giành chiến thắng trước Yamato với màn công phu đập dân đỉnh cao, khiến cho đối thủ của mình không thể ăn được vàng nữa. Mãn nhãn chưa anh em? Xem nó phải mãn con nhãn như vậy chứ. Và anh cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ ba. Vâng, và trước khi đến với trận đấu thứ ba thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn GD Chair Delivery Butterfly, điểm tựa thành công, là mẫu ghế cầm treo tốt nhất và nổi tiếng nhất của GD Chair. Ghế sụn chất liệu lưới cao cấp, mềm mịn bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam, với tính năng tùy chỉnh đa dạng phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ, vai, gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái, tiện nghi trong quá trình sử dụng. Được sản xuất bởi GD Chair, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế GD Chair Delivery Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời đến cho bạn. Anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để sở hữu chiếc ghế đến từ nhà tài trợ của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Tuyệt vời anh em ơi, xem mà mãn con nhãn luôn. Mãn con nhãn luôn. Và anh cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Nếu như anh em mà đang có mặt tại địa điểm thi đấu chúng ta tòa vâng PK Gaming tầng 5 tòa là No 1 T3 sau ở khu ngoại giao đoàn sau công viên Hòa Bình thì anh em mới thấy được không khí này nó đang kinh khủng như thế nào, nó đang nóng như thế nào. Càng đét đẹp luôn. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu này và đây sẽ là màn máy quay quân. Quay quân anh Giai ơi. Vic ơi. Quay đây, quay đây. Chúng ta sẽ đến với màn máy quay quân. Vào hết rồi anh ơi. Quay đây anh ơi. Và như vậy đội bạn vẫn là đội bạn là 1, chúng ta là 4. À xin lỗi, đội bạn là 4, chúng ta là 1. 1 thì bảng 1 luôn đi. Bảng 1 luôn đi. Bảng 1 đi anh Vic ơi. Bảng quân số. À vâng, như vậy là 13 anh em ạ. 13 AC. AC Egypt. Chúng ta vẫn hơn một tí. Chúng ta AC và đội bạn là Egypt. AC Egypt anh ơi. Như vậy là chim sẻ nắng sẽ là người được cầm Acerian ở trong trận đấu này.